Dạ vâng, xin chào toàn thể quý cô bác, quý anh chị đã quay trở lại với nhà đất Phan Công. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến cô bác, quý anh chị một cái mảnh đất tọa lạc tại xã Đắc Nờ Dờ Rung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Mảnh đất của mình thì có gần 40 mét mặt tiền đường nhìn liên thông thế này quý anh chị nhé. Mặt đường này là mặt đường 7 mét nhé, kéo dài từ cái cột kia. Đi qua đến hết cái ranh của cái vườn tiêu này nha quý anh chị. Có gần 40 mét mặt tiền đường liên thông như thế này nha quý anh chị nhé. Theo cái trục đường này thì đi ra trung tâm của huyện Đắk Song cũng như là quốc lộ 14A thì rơi vào tầm khoảng 2,5 km nha quý anh chị. Còn đi về trung tâm của xã Đắk Nờ Dờ Rung rơi vào bán kính khoảng 3 km quý anh chị nhé. Nằm giữa trung tâm huyện và trung tâm xã Đắk Nờ Dờ Rung luôn nha quý anh chị. Từ thành phố Gia Nghĩa đi về cái mảnh đất của mình rơi vào tầm khoảng 27 km nha quý anh chị. Đây là cái mảnh vườn của mình quý anh chị ạ. Tổng diện tích là 1,1 hecta, 1 hecta 1 nha quý anh chị. Đã trồng full tiêu trên tổng diện tích này quý anh chị nhé. Đây, tiêu hiện tại trên cái mảnh đất của mình đang đẹp như thế này nha quý anh chị. Tiêu rất là đều đẹp và đất thì tương đối là bằng phẳng luôn quý anh chị nhé. Đất đỏ ba gian, hiện trạng vườn cây thì rất là đẹp luôn quý anh chị ạ. Năm nay tiêu rất là nhiều trái quý anh chị nhé. 1 hecta 1 full tiêu quý anh chị nhé. Đây, tiêu năm nay trái rất là nhiều luôn nha quý anh chị. Theo thông tin của chủ nhà thì mỗi năm gia chủ thu về 7 đến 8 tấn tiêu nha quý anh chị. Đây, hiện trạng của vườn tiêu thì rất là đẹp, đều. Đất thì tương đối là bằng phẳng, có 40 mét mặt tiền đường liên thông. Tọa lạc tại xã Đắk Nờ Dờ Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Với diện tích 1 hectare 1, giá của chủ nhà đang mong muốn thời điểm hiện tại là 1 tỷ 900 triệu nha quý anh chị nhé. Hoàn toàn là tiêu đông đặc, đang cho nguồn thu rất là cao luôn quý anh chị nhé. Cộng thêm 40 mét mặt tiền đường liên thông. Cái đường nó tương lai sẽ đổ nhựa nha quý anh chị. Hiện tại thì trên bản đồ địa chính quy hoạch đã có dự án đổ nhựa quý anh chị nhé. Đây, tổng thể của vườn tiêu đây quý anh chị này, rất là đều đẹp luôn quý anh chị nhé. Đường ống thì gia chủ đã chôn cho mình hết rồi đây quý anh chị ạ. Cái mảnh đất của mình thì không có hồ, không có suối nha quý anh chị, nhưng mà nó bám ở bên dưới kia. Cách khoảng mấy trăm mét có một cái hồ thủy điện người ta đắp để chứa nước để tưới nông sản cho quý anh chị, tưới cây trồng công nghiệp ấy. Nên chủ nhà đã chôn đường ống của mình từ cái mảnh vườn này cho đến cái hồ nước tưới hồ thủy điện kia nha quý anh chị. Nên nước non thì quý anh chị không phải lo nhé, không phải nghĩ ngợi đến chuyện nước, tưới trực tiếp từ cái hồ lớn nó lên cái mảnh đất của mình luôn. Đây, tổng thể của vườn cây thì không thể chê vào điểm nào được quý anh chị ạ. Rất là đều đẹp luôn. Hiện tại thì thời tiết khá là âm u quý anh chị nhé. Trời thì rất là tối luôn, nên cái hình ảnh của video của em không được sáng. Quý anh chị thông cảm và cố gắng xem video của em quý anh chị nhé. 1 hectare 1 đã trồng phun tiêu. Tiêu năm nay trái rất là nhiều luôn quý anh chị ạ. Hoàn toàn là trụ gỗ quý anh chị nhé, có xen thêm một ít cây sống thôi, còn nữa là trụ gỗ hết. Đây, tiêu trái rất là nhiều, mỗi năm gia chủ thu về 7 đến 8 tấn tiêu nha quý anh chị. Với diện tích 1 hectare 1 này thì gia chủ trồng được gần 2.000 cây tiêu quý anh chị nhé. Tiêu năm nay rất là nhiều trái luôn, nguồn thu nhập rất là cao luôn quý anh chị nhé. Tọa lạc tại xã Đắk Nờ Dờ Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, với tổng diện tích 1 hectare 1, có 40 mét mặt tiền đường liên thông thế này nha quý anh chị. Con đường này ngay mai đây sẽ đổ nhựa thôi quý anh chị nhé. Còn đường điện thì cách đây khoảng 200 mét thì hiện tại người ta đang thi công để chôn trụ điện quý anh chị nhé. Hiện tại đang kéo điện để vào cái mảnh đất của mình luôn. Từ cái trục đường này để đi ra đường nhựa rơi vào tầm khoảng 300 mét, 300 đến 350 mét nữa nha quý anh chị là sẽ đến cái trục đường nhựa.
tỉnh lộ 686 nha quý anh chị nhé, để đi liên thông ra huyện Đắk Song cũng như là quốc lộ 14A. Đây cây ranh của mình đây, từ cái bờ rào B40 này quý anh chị nhé, chạy cho đến hết cái vườn tiêu của mình phía bên này, có mặt đường khoảng 40m quý anh chị nhé. Đây tổng thể vườn tiêu em xin quay lại cho quý anh chị xem một lần nữa nhé. Quý anh chị thắc mắc cũng như là muốn đi xem cái mảnh đất này thì quý anh chị vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0345 137 793 để tư vấn thêm quý anh chị nhé. Đây tổng thể của vườn cây rất là đều đẹp luôn nha quý anh chị. Xung quanh cái mảnh vườn thì chủ nhà có trồng thêm được một ít mít thái nữa quý anh chị nhé. Quý anh chị thắc mắc thì liên hệ với em qua số điện thoại 0345 137 793 để được tư vấn thêm quý anh chị nhé. Kính chào quý anh chị, hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo của em.